khiến cho bà bất ngờ quá. Trước nay bà cứ lo sợ, sợ là con không chịu học hỏi. Sau này bà sợ khó mà yên tâm giao lại sản nghiệp cho con. Nhưng thật không ngờ, con trai của bà một khi nó sửa đổi là làm được liền, mà lại còn làm rất tốt nữa. Tiến à, con nhắc lại cho ba nghe. Hiện nay á, tổng số điện đất của nhà mình là bao nhiêu? Dạ, con quên rồi ba. Vụ lúa vừa rồi nhà mình góp được bao nhiêu giả so với hồi năm ngoái, tăng giảm ra sao? Dạ con, con không nhớ nữa ba ơi. Vậy con thử nói ba nghe, ông nội để lại cho ba mấy trăm mẫu đất, tới đời của ba đã tăng được bao nhiêu phần trăm? Con không nhớ ba ơi. Con bị làm sao vậy? Nếu con đã làm được một bản tóm tắt hoàn hảo như vậy, ba không tin con lại không nhớ được những điều cơ bản nhất. Vậy thì con nhớ được gì? Nói ba nghe. Con không nhớ gì hết ba ơi. Con quên hết rồi ba ơi. Vậy cái này ai làm cho con? Nói. Tiệc uổng công ba hết sức. Ba vừa mới vui mừng hớn hở đây, cứ tưởng con đã khôn lớn, biết nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi. Có về đâu, con dám qua mặt ba như vậy. Tại sao? Tại sao con làm vậy hả? Cái roi đâu? Được ba. Ba la rầy em nó được rồi, đừng có đánh em nó tội nghiệp ba. Đưa đây cho ba. Ba, em con nó làm vậy chắc có nguyên do gì đó. Bởi vì sổ sách này là do em con nó đòi coi, chứ đâu phải là do ba ép nó đâu ba. Bởi vậy ba mới tức. Phải chi mà ba ép nó, nó làm kiểu này á thì ba còn chịu được. Đằng này, Đức Tiến, con nói đi. Đức Tiến, em có nguyên do gì á thì em nói với ba đi, đừng có để ba giận nữa mà. Ông à, nói. Phải đó, là tôi cố tình đòi coi sổ sách đó. Tôi muốn nói cho người nào đó biết tôi mới là người thừa kế gia sản nè. Đừng có giả bộ đóng kịch trước mặt tôi, đừng có giả bộ mèo khóc chuột. Ông ba, ông ơi, ba, tôi xin ông, xin ông tha cho con ba. Ông thật mất dạy.